Thưa quý vị, thưa các bạn, điện là một trong năm lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Trải qua gần 20 năm xây dựng và hình thành lĩnh vực điện, từ con số 0 ban đầu, nay đã hình thành chuỗi các loại hình phát điện như nhiệt điện khí, thủy điện, nhiệt điện than và tương lai sẽ là các mô hình mới như năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi. Hiện PVN đã trở thành nhà sản xuất điện đứng thứ hai của Việt Nam và là nhà sản xuất điện khí lớn nhất của cả nước. Với 4 nhà máy điện khí, 2 nhà máy điện than và 2 nhà máy thủy điện, tổng công suất lắp đặt 5.405 MW, tương đương 8% tổng công suất lắp đặt và chiếm từ 10 đến 12% sản lượng hệ thống điện quốc gia. Có thể nói, để có được những kết quả này, phải kể đến nỗ lực của toàn tập đoàn đã ngày đêm lăn lộn vượt khó với các dự án điện trong thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo của chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương, các bộ trưởng có liên quan cùng với lại Tập đoàn Dầu khí, đăng ký tập trung quyết tâm chính trị rất là cao, nỗ lực rất là lớn và hành động rất là quyết liệt và có trọng tâm trọng điểm thì chúng ta mới có được ngày hôm nay. Dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 được đặt tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là một trong các dự án trọng điểm theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. PVN được giao làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là trên 43.000 tỷ đồng, công suất 1.200 MW. Dự án được thi công xây dựng trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng đến công tác triển khai, nhưng với những giải pháp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp, ngày đêm lao động quên mình của đội ngũ cán bộ công nhân viên ban quản lý dự án, nhà thầu, dự án đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để hoàn thành. Đối với lĩnh vực công nghiệp điện là một trong năm lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn, và với cái quy mô, vị trí, vai trò của cái lĩnh vực điện tại công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư, và trước mắt là hai nhà máy điện, dự án nhiệt điện Thái Bình 2, dự án nhiệt điện sông Hậu 1 lên tới sấp xỉ 85.000 tỷ. Do nhiều nguyên nhân, việc triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã bị chậm, kéo dài nhiều năm, đặc biệt có thời điểm bị đóng băng do vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn. Trước bối cảnh khó khăn đặc biệt nêu trên, với ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án này, các cấp lãnh đạo Trung ương, Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và tỉnh Thái Bình đã quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt với tinh thần khắc phục khó khăn, sớm đưa dự án vào vận hành, tránh lãng phí nguồn lực, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình nói riêng và khu vực Bắc Bộ nói chung. Nhận diện các thách thức trên dự án, một trong cái thách thức đó là liên quan đến việc kỹ thuật và công nghệ của các thiết bị trên công trường, tư tưởng của người lao động, của cán bộ quản lý, của nhà thầu, của ban quản lý, kể cả các nhà tư vấn cung cấp thiết bị, thì đấy là những cái thách thức mà tôi thấy rằng là cần phải xác định và nhận diện và có giải pháp để xử lý các cái thách thức đó. Với phương châm một đội ngũ, một mục tiêu cùng những giải pháp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp với nhiệt huyết của người dầu khí và sự nỗ lực phấn đấu ngày đêm lao động quên mình của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân ban quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình 2, các đơn vị trong tập đoàn, các nhà thầu, dự án đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại về pháp lý, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thậm chí cả sự nghi ngờ trong ngoài, hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ với chi phí không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt. Tổ máy 1 đã hoàn thành công tác chạy thử, nghiệm thu vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. Tổ máy 2 đã hoàn thành công tác chạy thử, nghiệm thu vào ngày 14 tháng 4 năm 2023. Và ngày 27 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chính thức phát lệnh khánh thành nhà máy, đánh dấu sự thành công của quá trình hồi sinh dự án. Đứng trước các cái khó khăn về cả chủ quan và khách quan như vậy, thì Tập đoàn Dầu khí cũng đã triển khai một loạt các cái giải pháp để mà tăng cường quản lý, đồng thời thúc đẩy hồi sinh cái dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 này. Cụ thể có 3 cái giải pháp chính, đó là giải pháp về vấn đề con người và vấn đề tổ chức, đó là giải pháp về vấn đề tài chính và đó là giải pháp về vấn đề quản trị dự án. Có thể nói các dự án nhà máy nhiệt điện của PVN đi vào hoạt động đã đáp ứng mục tiêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội. Tiếp nối thành công và các kinh nghiệm xử lý trong quá trình đầu tư các dự án, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, lãnh đạo PVN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khác trong thời gian tới.
Cụ thể là nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 sớm vận hành, phát huy tối đa tiềm năng của ngành dầu khí, góp phần quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.